Ninh Bình, vùng đất có bề dày lịch sử với cố đô Hoa Lư ngàn năm, gắn với ba triều là Đinh, Tiền Lê và Triều Lý, cùng hàng ngàn di tích lễ hội. Vùng đất được thiên nhiên ban tặng cho nguồn tài nguyên du lịch phong phú độc đáo. Nhận thức sâu sắc lợi thế to lớn mà thiên nhiên ban tặng, ngay từ những ngày tái lập tỉnh, du lịch đã là lĩnh vực được tỉnh đặc biệt quan tâm. Từ nghị quyết 15 năm 2009, kết luận 03 năm 2017 và gần đây nhất là nghị quyết 07 năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đều xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong 30 năm qua, du lịch Ninh Bình đã có những bước tiến vượt bậc. Hình ảnh thương hiệu Ninh Bình đã được khẳng định trên bản đồ du lịch trong nước và thế giới khi liên tục được các tạp chí, chuyên trang du lịch quốc tế như Telegraph, TripAdvisor, Business Insider bình chọn là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của Việt Nam và khu vực. Nếu như năm 2015, ngành du lịch đón gần 6 triệu lượt khách, doanh thu đạt 1.420 tỷ đồng, thì đến năm 2019, lượng khách du lịch đạt 7,65 triệu lượt, doanh thu đạt 3.671 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2015-2019, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về lượt khách đạt 6%, doanh thu tăng 27%. Để tạo ra những đột phá, đưa du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030 và đóng góp 10% vào GRDP năm 2045 như mục tiêu của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra, thì đâu sẽ là mấu chốt cần được nhìn nhận. Chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình, 30 năm tái lập tỉnh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ trao đổi cùng hai vị khách mời để thấy rõ sự phát triển của ngành du lịch. Đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt Nam và ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình. Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương ạ, ngay từ những ngày đầu tái lập tỉnh thì ông là một trong những người đầu tiên quy hoạch cho du lịch Ninh Bình, đồng thời thì cũng luôn đồng hành cùng với ngành trong suốt thời gian vừa qua. Ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của du lịch Ninh Bình ạ? Ngay từ ngày đầu tiên, khi mà công nghiệp là một trong những ngành của tỉnh Ninh Bình đã xác định cái ngành xương sống của tỉnh để tạo ra cái thu nhập cho tỉnh. Nhưng mà rất đáng tiếc là cái ngành đó thì nó lại có những cái xung đột với phát triển du lịch. Thế cho nên quy hoạch ngay từ đầu ấy, thì chúng tôi cũng đã mạnh dạn đưa ra cái ý kiến đối với cái việc phát triển du lịch Ninh Bình, cũng như đứng từ góc độ phải bảo tồn cho phát triển bền vững. Chúng tôi cũng đã rất là thẳng thắn nói ra rằng là phải lựa chọn thôi, hoặc là du lịch hoặc là công nghiệp. Cũng rất may mắn cho du lịch Ninh Bình cũng như là bản thân cá nhân tôi phát biểu về điểm đó, thì bí thư, các đồng chí lãnh đạo cao nhất của tỉnh cũng đã có những chỉ đạo kịp thời để cho thứ nhất là du lịch Ninh Bình sẽ có cơ sở để phát triển, và cái quan trọng nhất là với cái trọng tâm là di tích danh thắng Tràng An. Cái điều đó đã được chứng minh trong thực tế rằng là cái quan điểm của chúng tôi đã rất đúng. Và cái điều đó cũng góp phần để cho cái danh thắng Tràng An cũng đã được UNESCO công nhận là cái di sản mà kép đầu tiên ở Việt Nam. Và đứng từ góc độ phát triển du lịch thì đó là cái nền tảng xuất phát điểm để du lịch Ninh Bình đi lên. Thì tôi muốn nhắc lại một chút cái thời điểm đó để thấy rằng là du lịch Ninh Bình có những cái bước đi không phải là thuận lợi ngay từ đầu. Nhưng mà chúng ta đã đi đúng hướng và chúng ta kiên trì theo cái hướng đó, thì những cái kết quả như ngày hôm nay chúng ta đạt được, đặt nền bóng từ mấy chục năm trước, qua rất nhiều thế hệ người đi trước đã đóng góp để cho du lịch Ninh Bình có được như ngày hôm nay, tương lai sẽ còn phát triển mạnh nữa. Bởi vì chúng ta giữ được cái hồn cốt, cái cốt lõi, những cái lợi thế so sánh của Ninh Bình, của du lịch Ninh Bình để chúng ta phát triển. Chúng ta đang đi đầu trong cả nước về cái câu chuyện mà chúng ta tạo ra được một cái điểm đến du lịch tâm linh hết sức là quy mô và có giá trị, cũng như là chúng ta cũng đã có được khởi sắc rất là lớn trong cái việc mà chỉnh trang lại để nó phù hợp với các cái quy định trong cái câu chuyện là bảo vệ các di sản, nhưng đồng thời là chúng ta vẫn phát triển tốt để thu hút khách du lịch. Đó là những cái kết quả hết sức là đáng ghi nhận. Tôi nghĩ rằng du lịch Ninh Bình sau 30 năm phát triển, chúng ta có nhiều điểm để đáng tự hào, nhưng bây giờ là cái thời điểm mà chúng ta cũng phải nhìn nhận lại để chúng ta có những cái cách tiếp cận tốt hơn, bền vững hơn để làm sao để du lịch Ninh Bình thực sự và trở thành ngành kinh tế không chỉ là mũi nhọn đâu mà phải là trụ cột cho phát triển kinh tế xã hội Ninh Bình trong tương lai. Vâng, thưa ông Bùi Văn Mạnh, nhìn lại chặng đường 30 năm qua thì để nói về những điểm nhấn của du lịch Ninh Bình, đó sẽ là những gì ạ? Trong những cái điểm nhấn mà chúng tôi thấy rằng là nổi bật của du lịch Ninh Bình là ngay từ khi mà tái lập tỉnh thì các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhiệm kỳ tiếp theo
cũng đã luôn xác định du lịch là một cái ngành kinh tế quan trọng và đã có nhiều cái chủ trương chính sách rất là quan trọng để giúp cho cái du lịch phát triển rất là bài bản. Năm 1995 thì Ninh Bình là một tỉnh đầu tiên triển khai thực hiện cái quy hoạch phát triển du lịch. Từ cái quy hoạch này thì đã xác định được các cái tài nguyên trọng điểm, những cái nơi có tiềm năng có thế mạnh để chúng ta quy hoạch phát triển. Đến thời điểm hiện nay đã ban hành 4 cái nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch, xác định được những cái hướng đi chính của du lịch Ninh Bình. Các cái khu điểm du lịch lớn đã được hình thành, cái hình ảnh, cái thương hiệu đã được nâng lên, đặc biệt với một dấu ấn rất là quan trọng, đó là cái khu Tràng An được công nhận là di sản thế giới, tạo ra cái động lực, cái sức hút rất là mạnh mẽ đối với sự phát triển của du lịch Ninh Bình trong hơn 10 năm vừa qua. Dấu mốc quan trọng thứ hai đó là nó tạo ra sự thay đổi về cái tư duy, cái nhận thức của các cấp, các ngành, các cái địa phương và đặc biệt là cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch. Từ một cái tỉnh tương đối là mờ nhạt trên cái bản đồ du lịch cả nước thì Ninh Bình đã nằm trong cái top 10 cái tỉnh thành phố đón khách du lịch lớn nhất cả nước và top 15 tỉnh thành phố là những cái điểm đến hàng đầu Việt Nam. Chúng ta đã có một cái cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng du lịch tương đối là đồng bộ với hơn 20 khu điểm du lịch đã được xây dựng và hình thành thì đã có một cái hệ thống hạ tầng kết nối tất cả khu điểm này. Cơ sở vật chất cũng tương đối là đầy đủ. Đến thời điểm hiện nay chúng ta đã có khoảng gần 700 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 8.000 phòng nghỉ. Và cái điểm thứ năm mà chúng tôi thấy rằng là cái lực lượng lao động du lịch cũng đã có sự phát triển tương về cả chất và lượng. Với những ngày đầu thì chúng ta chỉ có khoảng chưa được 100 người làm du lịch. Thì đến hiện nay chúng ta đã có hơn 20.000 người lao động cả trực tiếp và gián tiếp, trong đó thì có khoảng 14.500 lao động trực tiếp trong ngành du lịch. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương ạ, ngay từ năm 2009 thì Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã ban hành nghị quyết 15 cho thấy rõ chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Vậy thì đặt trong bối cảnh khi ấy và tầm nhìn dài hạn thì ông đánh giá như thế nào về nghị quyết này ạ? Tôi cho rằng nghị quyết là rất đúng thôi. Tại vì mình thực sự là mình có tiềm năng, có những cái lợi thế. Cái lợi thế ở đây là cái lợi thế gần ngay Hà Nội, lợi thế về hạ tầng kết nối. Rồi chúng ta có một cái di sản, nó quá giá trị là như vậy. Tuy nhiên tôi đã đề cập ấy, nếu chúng ta mà có cách nhìn và cách tiếp cận nó không đúng ấy, thì chúng ta sẽ không phát huy được lợi thế đấy đâu. Và chúng tôi cho rằng là trên cơ sở cái nghị quyết đó thì chúng ta phải có những cái trao đổi, phải có những cái tọa đàm để chúng ta thống nhất được nhận thức thế nào là ngành kinh tế mũi nhọn, thế nào là trụ cột, từ đó để đi đến cái câu chuyện là chúng ta phải làm cái gì để thực hiện đúng cái tinh thần nghị quyết đó. Vâng, thưa ông Bùi Văn Mạnh, đứng về phía những người làm công tác quản lý nhà nước thì phải chăng nghị quyết 15 năm 2009 thực sự là một cú hích cho du lịch Ninh Bình phát triển ạ? Cái nghị quyết đầu tiên là năm 2001 thì đây là nghị quyết mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, cũng đã có những cái đột phá bước đầu. Thì đến năm 2009 tiếp tục phát huy những cái kết quả đạt được của nghị quyết 03 thì tỉnh ủy ban hành nghị quyết số 15. Đây là một cái nghị quyết được xây dựng một cách bài bản, công phu và có sự tham vấn của các chuyên gia cho cả cái giai đoạn từ năm 2009 cho đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, và rất nhiều những cái chủ trương, những cái nhiệm vụ đề ra trong cái nghị quyết 15 này đến thời điểm này tiếp tục được kế thừa và phát triển tiếp trong nghị quyết mới. Nghị quyết 15 nằm trong những cái chính sách rất là quan trọng tạo những cái đòn bẩy nó thay đổi. Thứ nhất là về tư duy nhận thức, thứ hai nó là có nhiều những nhiệm vụ giải pháp được triển khai rất là quyết liệt và đã thành công. Một cái kết quả rất là rõ nét đó là cái toàn bộ cái quần thể danh thắng Tràng An đã được nghiên cứu, phục dựng, khai quật và triển khai thành công nhiều dự án về hạ tầng, ví dụ như là dự án cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An, dự án cơ sở hạ tầng khu Tam Cốc Bích Động, chùa Bái Đính, rồi là di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư cũng đã được phục dựng tương tạo và có những cái diện mạo như ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Quý vị và các bạn thân mến, sau 30 năm tái lập tỉnh, từ một địa phương non trẻ, bộn bề những khó khăn, thì du lịch Ninh Bình đã bứt phá mạnh mẽ, ghi tên mình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Nhìn nhận những thành công và cả những hạn chế để tìm ra hướng khắc phục, đưa ngành công nghiệp không khói này phát triển nhanh và bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là điều hết sức cần thiết lúc này.
Những năm đầu tái lập tỉnh, cơ cấu kinh tế của Ninh Bình là nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, nhận thức rõ tài nguyên du lịch độc đáo, phong phú mà thiên nhiên ban tặng, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định ưu tiên phát triển du lịch. Các nghiên cứu, quy hoạch đã bắt đầu được triển khai, các nghị quyết kết luận ra đời, chủ trương đúng đắn, cơ chế chính sách sát thực tế đã trở thành nguồn lực quan trọng, tiên quyết đưa ngành du lịch phát triển mạnh mẽ, ghi tên mình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Năm 2014, quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Đây thực sự là cú hích cho du lịch Ninh Bình. Nhiều khu điểm du lịch từ đó được kết nối phát triển. Hạ tầng giao thông từng bước được hoàn thiện. Các cơ sở lưu trú được xây dựng. Nếu như trước năm 2009, Ninh Bình chưa có khách sạn nào đạt tiêu chuẩn 3 sao, thì đến nay đã có hơn chục khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao. Nói là tôi rất cảm động. Khi đi Tràng An này, đi các nơi, những cái quần thể là tuyệt vời luôn. Cũng đang quay phim chụp ảnh mang đi để giới thiệu cho các con cháu sống bên ngoài thường xuyên phải về quê hương để thăm những cái phong cảnh nó thay đổi. Thay đổi mà tôi cũng không tưởng tượng nó đẹp như thế. Ninh Bình là một cái bước tiến là tuyệt vời. Môi trường du lịch, chất lượng dịch vụ, các sản phẩm mới cũng là những yếu tố được ngành phối hợp cùng các doanh nghiệp quan tâm đầu tư. Bên cạnh lợi thế về du lịch tâm linh được khai thác hiệu quả trong những tháng mùa xuân, thì các khu điểm du lịch cũng đang nỗ lực làm mới các sản phẩm, bổ sung dịch vụ để thu hút khách quanh năm. Tôi cảm nhận về Ninh Bình ấy là một trong những cái khu vực về danh lam thắng cảnh rất là đẹp. Đặc biệt ví dụ như khu vực Hoa Lư này, những du khách tham quan cảm nhận được cái vẻ đẹp và cũng như là cái giá trị nhân văn mà từ đời xưa truyền lại. Ninh Bình đang thay đổi từng ngày từng giờ. Đang phát triển mang lên cái tầm cỡ. Tôi đến đây là cũng vài lần rồi, nhưng mà năm nay thì thấy cái lượng khách thì cũng nhiều hơn so với năm ngoái. Phong cảnh thì được cải thiện nhiều hơn. Hình ảnh hay là các cái trang trí hoặc là các cái hình thức du lịch bên mình là có sự cẩn trọng hơn và đảm bảo hơn, không có quy củ hơn. Sự phát triển của du lịch Ninh Bình sau 30 năm tái lập tỉnh là điều đã được khẳng định. Tuy nhiên, với định hướng phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thì du lịch Ninh Bình vẫn còn những hạn chế. Doanh thu du lịch vẫn còn thấp, mới chiếm khoảng 4,5% tổng sản phẩm của tỉnh, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược. Nguồn nhân lực du lịch còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, chưa hợp lý về cơ cấu. Trong giai đoạn tới đây, những hạn chế này cần được nhìn nhận và có hướng khắc phục hiệu quả để thúc đẩy du lịch Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Vâng, thưa ông Bùi Văn Mạnh ạ, những con số trong phóng sự vừa rồi đã cho chúng ta thấy một điều rằng thời gian qua, ngành du lịch Ninh Bình đã thực sự có bước tăng trưởng rất ấn tượng về lượt khách. Tuy nhiên thì doanh thu chưa cao, mức đóng góp của ngành vào tổng thu nhập sản phẩm của tỉnh vẫn chưa xứng tầm. Tại sao lại có hiện tượng như thế này ạ? Thực ra thì ngay từ đầu thì chúng ta xác định là với cái nguồn lực tương đối là hạn chế, tài nguyên thì rất là lớn. Nhưng mà những cái tài nguyên này nó được nằm xen kẽ, đan xen trong các cái khu vực dân cư, trong các cái khu vực nông thôn. Do đó thì cái định hướng phát triển ngay từ đầu chúng ta là ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, ưu tiên phát triển các loại hình du lịch dựa vào cộng đồng. Các loại hình này thì nó sẽ tạo cái việc làm, tạo ra cái sinh kế rất là tốt cho người dân. Quý vị thấy rằng là toàn bộ khu vực Tràng An, Tam Cốc trước đây rất là nghèo, rất là khó khăn. Nhưng hiện nay thì đời sống của bà con gần như là thay đổi toàn diện. Thì nó là một cái quy luật phát triển. Khi chúng ta mới bắt đầu phát triển thì chúng ta chú trọng phát triển theo cái chiều rộng. Chúng ta lựa chọn những cái hình thức phát triển, cái loại hình du lịch nó phù hợp với lại đông đảo số đông. Loại hình du lịch là lịch sử văn hóa, rồi du lịch văn hóa tâm linh. Thì đấy là hai cái thế mạnh mà có khả năng thu hút đông đảo khách du lịch đến và tạo ra cái hiệu ứng lan tỏa. Trước mắt mặc dù du lịch nó đóng góp tương đối là khiêm tốn, nhưng cái hiệu ứng xã hội, hiệu ứng về tác động đa ngành đa lĩnh vực nó rất là lớn. Cái này đã được khẳng định bởi các chuyên gia du lịch. Cá nhân những người làm du lịch, chúng tôi rất là chăn trở cái hiệu quả kinh tế hiện nay về mặt du lịch là cũng chưa cao. Nó có mấy lý do. Lý do thứ nhất là những cái giá trị gia tăng của những sản phẩm dịch vụ mình chúng ta cũng chưa được khai thác tốt. Những cái hàm lượng văn hóa, cái chiều sâu văn hóa trong từng sản phẩm, trong cái dịch vụ chúng ta cũng chưa nhiều. Thứ ba là chúng ta thiếu những sản phẩm dịch vụ du lịch có chất lượng, có thể hiện được cái tính chuyên nghiệp, cái bài bản. Chúng ta mới chủ yếu khai thác, mới chủ yếu thu được từ cái vé tham quan, từ cái vé dịch vụ chở đò cho đến những cái dịch vụ ăn uống rất là cơ bản. Chưa có những loại hình dịch vụ, ví dụ như là nghỉ dưỡng cao cấp này,
ví dụ như là các cái dịch vụ ăn uống này, ví dụ như là khu điểm vui chơi giải trí mà chúng ta có thể thu hút được nhiều, tức là làm cho khách có chi trả nhiều hơn, thì chúng ta từ đó chúng ta sẽ có nhiều nguồn thu hơn. Đấy là những cái điểm mà chúng tôi thấy rằng là chúng tôi cũng còn chưa thực sự là hài lòng, và chúng tôi thấy rằng là cần phải tìm những cái hướng đi mới, cách làm mới để chúng ta có những chất lượng, những sản phẩm dịch vụ nó đáp ứng được nhiều hơn cái thị trường khách, đặc biệt là những người có khả năng chi trả cao, đặc biệt là cái thị trường khách quốc tế mà chúng ta đang hướng tới để thu hút trong thời gian tới. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương ạ, để làm phong phú sản phẩm dịch vụ giúp du khách ở lại Ninh Bình lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và từ đó tạo ra các giá trị gia tăng nhiều hơn nữa, thì việc tạo ra một hệ sinh thái ở đó người người làm du lịch, nhà nhà làm du lịch, đồng thời thu hút được các doanh nghiệp lớn là điều hết sức cần thiết. Vậy thì theo ông, đâu là yếu tố mà Ninh Bình cần quan tâm để có thể tạo ra được cái hệ sinh thái như thế này ạ? Để tạo ra được một cái hệ sinh thái như thế thì tôi cho rằng là cái đầu tiên quan trọng vẫn là nhận thức. Một khi chúng nhận thức chúng ta không đầy đủ thì chúng ta không thể tạo ra được cái chuỗi giá trị, hay là tạo ra những cái mối liên kết hay cái hệ sinh thái chúng ta đang nói để người người cùng chung tay với chúng ta làm du lịch. Trên cơ sở nhận thức đấy rồi thì chúng ta sẽ có những chính sách tốt hơn để đảm bảo chúng ta thực sự là khuyến khích, tạo điều kiện để du lịch phát triển. Chúng tôi thấy là hiện nay rất nhiều địa phương trong cả nước đã có, ví dụ như các chính sách rất cụ thể mà Hội đồng Nhân dân để hỗ trợ cho cái phát triển du lịch cộng đồng. Thế thì ở đây cái du lịch di sản của chúng ta phải có những chính sách gì? Ngoài các chính sách chung của nhà nước, rất cần những chính sách cụ thể mà Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân trong cái thẩm quyền của mình có thể ban hành được. Bên cạnh đó là câu chuyện cái chính sách để tháo gỡ các cái khó khăn để tạo điều kiện tốt nhất cho các cái doanh nghiệp lớn ở Ninh Bình. Chúng ta đã có một cái thuận lợi là có một cái doanh nghiệp lớn là người địa phương rồi, nhưng bên cạnh đó không phải là chỉ có cái doanh nghiệp địa phương có thể phát triển, mà chúng ta cần những doanh nghiệp lớn hơn nữa, có kinh nghiệm về du lịch hơn nữa để phát triển. Thế thì chúng ta phải có những chính sách tốt để thu hút họ. Ngoài lợi thế về những doanh nghiệp là con em quê hương rất tâm huyết với phát triển du lịch, thì thời gian qua Ninh Bình cũng gặp tương đối khó khăn trong việc thu hút các doanh nghiệp chiến lược, mà giống như ông đã từng nói, đó là những con sếu đầu đàn ấy. Ông có những cái tham mưu gợi ý như thế nào để có thể gỡ khó được điểm nghẽn này ạ? Đối với những cái nơi, những cái điểm đến mà có những cái giá trị di sản lớn như thế thì ngay từ đầu chúng ta đã phải có cách tiếp cận đúng, và như vậy chúng ta sẽ có những cái sự mà chấp nhận các cái dự án nó phù hợp hơn. Bây giờ bối cảnh thực tế nó đã xảy ra như thế rồi thì theo tôi là bây giờ phải tổ chức lại, nghĩa là theo cái cách là liên kết lại các cái dự án nhỏ mà chúng ta đã cấp phép rồi, để có một cái tổng thể nó tốt hơn. Lúc đó thì chúng ta mới có thể có sự cạnh tranh được. Còn nếu chúng ta cũng chia cắt nhỏ ra như thế trong cái điều kiện chúng ta không còn quỹ đất nữa rồi, thì cái điều đó sẽ là khó khăn. Bên cạnh đó, đối với các doanh nghiệp lớn ấy, thì chúng tôi cho rằng là cái tạo cái chuỗi giá trị liên vùng ấy, sẽ là cái để du lịch Ninh Bình được có cơ hội hơn. Tức là chúng ta phải tạo ra những cái liên kết, trong đó là Ninh Bình sẽ là một cái mắt xích không thể thiếu trong cái chuỗi giá trị. Còn nếu mà du lịch Ninh Bình tách rời khỏi cái điều đó là chúng ta cũng sẽ rất khó phát triển. Vâng, thưa ông Bùi Văn Mạnh ạ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thì mục tiêu không chỉ là tăng doanh thu từ bản thân ngành du lịch, mà đó còn là sự liên kết để tăng mức đóng góp của các ngành, các lĩnh vực khác vào tổng sản phẩm của tỉnh thông qua con đường du lịch. Vấn đề này đã và đang được ngành du lịch quan tâm ra sao ạ? Cái này cũng đã được chuyên gia người ta đánh giá, đó là cái vai trò điều hướng và dẫn dắt thu hút đầu tư của các ngành lĩnh vực khác. Du lịch khi được tỉnh xác định là ngành kinh tế mũi nhọn thì đây cũng là cái hướng mà phát triển. Từ đó chúng ta thu hút các ngành lĩnh vực phát triển nó phải phù hợp và nó phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh. Trong thời gian tới thì du lịch Ninh Bình cần tiếp tục phải đổi mới, nâng cao, đa dạng hóa loại hình du lịch, đa dạng hóa thêm các sản phẩm dịch vụ và kêu gọi thu hút các cái nguồn lực để đầu tư tạo thêm sản phẩm mới này, tạo thêm những cái khu điểm vui chơi giải trí, tạo thêm những cái dịch vụ. Ví dụ như vừa thời gian vừa qua chúng ta đang thí điểm mở ra cái không gian phố cổ Hoa Lư làm cái hoạt động về đêm cho khách du lịch, hay là trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu phát triển một số loại hình du lịch như du thuyền về đêm để kéo dài cái thời gian du khách ngoài cái việc đi tham quan xong buổi tối có thể đi chơi thăm thú thưởng thức về ẩm thực rồi lại tham gia các hoạt động dịch vụ về đêm và có nhiều cơ hội để tiêu tiền hơn. Chúng tôi cũng đã có kế hoạch hợp tác với lại Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phát triển loại hình du lịch nông nghiệp. Chúng tôi sẽ khai thác các cái giá trị văn hóa ở các
các cái vùng nông thôn, ví dụ như là loại hình du lịch trang trại, du lịch nông nghiệp, để chúng ta kết hợp, ví dụ như thúc đẩy phát triển các cái đặc sản. Hiện nay thì tỉnh cũng đã rất là quan tâm để phát triển các cái sản phẩm ô cốp, và cái sản phẩm này thì cũng đã được các cái khu điểm du lịch quảng bá, giới thiệu và bán cho khách, giống như thành một cái sản phẩm của địa phương. Chúng tôi cũng đang phối hợp với các cái đơn vị triển khai để mà quảng bá, giới thiệu, tổ chức các cái gian hàng về giới thiệu sản phẩm, sản vật của địa phương tại các cái khu điểm du lịch. Thì khi chúng ta làm tốt cái này và có nhiều cái khu điểm mua sắm hơn, thì chúng ta sẽ giới thiệu được các cái, sẽ xuất khẩu tại chỗ được các cái nông sản, các cái sản vật của chúng ta. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương ạ, lượng khách đến đông thì rõ ràng là một điều rất đáng mừng rồi. Tuy nhiên, xét về mặt kinh tế thì đó chưa chắc đã phải là yếu tố quyết định. Doanh thu mới là yếu tố quan trọng, và dịch vụ chính là yếu tố mang lại doanh thu lớn. Với đặc điểm địa hình, thế mạnh vùng miền và sự phân bố tài nguyên du lịch của Ninh Bình, thì để có thể lấp đầy khoảng trống về dịch vụ hỗ trợ, theo ông, Ninh Bình nên quan tâm đến những vấn đề gì ạ? Tôi cho rằng là chúng ta cần phải song song, phải cả hai hướng. Một là cơ sở vật chất kỹ thuật tập trung nén ở thành phố Ninh Bình. Chúng ta phải làm những cái cơ sở vật chất kỹ thuật nó tốt hơn nữa, đồng bộ hơn nữa, để khách du lịch sau khi đi thăm thú rồi thì quay trở lại vẫn có thể sử dụng các dịch vụ ở tại Ninh Bình. Cạnh đó là những tổ chức cơ sở vật chất kỹ thuật nhỏ lẻ và nó đan xen ở những cái nơi mà được phép phát triển trong lòng cái di sản ấy, mà đặc biệt là cái du lịch cộng đồng ấy, là phải hết sức cao cấp, hết sức đẳng cấp, nhưng mà phân tán để không bị ảnh hưởng. Để khách du lịch mà cái khả năng chi tiêu cao, người ta ở lại những cái vị trí đó. Còn nếu bản thân chúng ta quỹ đất đã ít rồi, đã phân tán rồi, mà chúng ta lại phát triển những cái để cho phép những cái cơ sở vật chất kỹ thuật đấy ở cái đẳng cấp thấp ấy, thì lúc đó chúng ta sẽ không khai thác hết những cái giá trị này. Cái định hướng thị trường của chúng ta cũng rất quan trọng để chúng ta hướng đến những thị trường đẳng cấp cao. Và hai nữa là trong cái phát triển du lịch của Ninh Bình ấy, chúng ta cũng cần phải phân vùng một cách rất rõ ràng, những cái chỗ nào mà chúng ta để dành cho cái hoạt động du lịch ở đẳng cấp trung bình và thấp, còn những chỗ nào là hết sức cao cấp. Tất nhiên là chúng ta không cấm người khách có thể đến cái vùng đấy, nhưng bằng các cái rào cản kỹ thuật về mặt phí, lệ phí vân vân, để chúng ta có thể thực hiện được cái điều đó, để chúng ta vừa bảo tồn được giá trị di sản nhưng chúng ta vẫn phát triển được một cách có hiệu quả. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Quý vị và các bạn thân mến, dưới tác động tiêu cực của dịch COVID-19 thì trong suốt 2 năm qua, trừ một vài khoảng thời gian ngắn mở cửa đón khách, thì ngành du lịch Ninh Bình gần như tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp đã tranh thủ khoảng thời gian này để cơ cấu lại hoạt động, đổi mới sản phẩm, kiện toàn hạ tầng dịch vụ. Đây là những tiền đề quan trọng để ngành sẵn sàng đón khách du lịch trong nước và quốc tế với một diện mạo mới, tạo nên những bứt tốc nhanh chóng và phục hồi tăng trưởng. Từ tháng 2 năm 2022, thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, du lịch Ninh Bình đã chính thức trở lại đón khách nội địa. Trong 8 ngày đầu mở cửa, ngành đã đón được hơn 18 vạn lượt khách. Từ ngày 15 tháng 3 tới đây, với chủ trương của Chính phủ về việc đón khách quốc tế, ngành du lịch Ninh Bình cũng đã sẵn sàng để đón bắt cơ hội này. Sở đã chỉ đạo xuống các ban quản lý các khu điểm du lịch, các cái doanh nghiệp, cũng như là phối hợp với chính quyền địa phương các huyện và thành phố chung tay trong công việc chủ động phòng chống dịch Covid, đều có kế hoạch rất là rõ ràng, làm rất tốt cái nội dung này. Đối với các doanh nghiệp, đây cũng là thời điểm triển khai các kế hoạch, chương trình hành động vốn đã được chuẩn bị công phu kỹ lưỡng trong thời gian tạm dừng đón khách. Bên cạnh việc chỉnh trang, tu sửa, nâng cấp các cơ sở lưu trú, thì nhiều sản phẩm mới cũng hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm hấp dẫn như hầm qua đường tại Tràng An, phố cổ Hoa Lư hay lá cờ hội được dệt lên từ những mảnh màu của lúa tại Tam Cốc. Phố cổ là một cái hình ảnh rất là tiêu biểu và đặc sắc, phát huy giá trị của kinh đô Hoa Lư xưa một cách tốt nhất, đưa cái nền văn hóa của phố cổ Hoa Lư ra với bạn bè Nam Châu. Nhận thức rõ thực tế, một lượng lớn nhân lực làm du lịch đã chuyển sang các lĩnh vực khác. Thời gian qua, các doanh nghiệp cũng đã triển khai nhiều biện pháp để lấp đầy khoảng trống này. Ngoài nỗ lực giữ chân các lao động tay nghề cao, công tác tuyển dụng và đào tạo lao động cũng được các đơn vị quan tâm thực hiện. Verana Resort chúng tôi sau cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì bản thân chúng tôi bắt đầu tuyển dụng cách đây một tuần rồi.
cho để xây dựng một cái bộ máy mới, thì yêu cầu cho cán bộ công nhân viên của Verana Resort sẽ nghiêm ngặt hơn trước đây, có thêm cả những cái việc về phòng chống dịch bệnh, và ngoài cái việc tiêm chủng đầy đủ theo quy định thì mọi cái cách thức phục vụ du khách trong và ngoài nước thì chúng tôi buộc phải thay đổi cả về phong cách, thay đổi cả về văn hóa, thay đổi cả về nguyên tắc. Với các hoạt động thiết thực được triển khai đồng bộ như vậy, thời gian qua những tín hiệu vui về sự phục hồi của ngành đã trở lại. Tháng 2 năm 2022, toàn tỉnh đón được gần 290.000 lượt khách tham quan, bằng 150% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu ước đạt hơn 157 tỷ đồng, bằng 117% so với cùng kỳ năm 2021. Ngày 15 tháng 3 tới đây, du lịch sẽ mở cửa hoàn toàn. Đây cũng là điều kiện quan trọng để Ninh Bình từng bước thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết 07 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra, là cơ bản phục hồi vào năm 2023. Đến năm 2025, thu hút 8 triệu lượt khách, trong đó 1 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch đạt 8.000 tỷ đồng, đóng góp 6,5% GRDP, tạo đà để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030. Vâng, thưa ông Bùi Văn Mạnh ạ, rõ ràng tài nguyên để phát triển du lịch của Ninh Bình là độc đáo, riêng có mà các địa phương khác không có được. Để khai thác được nguồn tài nguyên ấy một cách hiệu quả nhất, xứng tầm nhất và cũng là cơ sở để có thể lựa chọn thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thì có lẽ đã đến lúc chúng ta cần phải xác định rõ rằng trong giai đoạn tới đây, du lịch Ninh Bình sẽ phát triển theo hướng đại trà hay là cao cấp. Ngành du lịch Ninh Bình nhìn nhận như thế nào về vấn đề này ạ? Cái này thì cũng đã được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành xác định trong cái nghị quyết cũng như là cái đề án phát triển du lịch của tỉnh. Hiện nay chúng ta đang xác định là chúng ta đang mới phát triển là một cái tạo ra một cái nền móng, một cái bước đầu về phát triển du lịch, như một cái sự khởi đầu về tạo ra một cái hệ sinh thái để phát triển. Nên chúng ta về nguồn lực dư địa để phát triển du lịch còn rất là nhiều. Đây là cái nguồn lực để chúng ta sẽ chuyển hướng phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu. Thì trong cái nghị quyết số 07 mà tỉnh ủy mới ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2021 vừa qua, xác định cái chuyển hướng chiến lược phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng quan tâm đến chất lượng sản phẩm dịch vụ. Thì để chuyển hướng được cái hướng này thì theo cái hướng đưa cái Ninh Bình, điểm đến Ninh Bình trở thành điểm đến không chỉ là an toàn, thân thiện, hấp dẫn mà phải là điểm đến có chất lượng. Thế thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh triển khai các cái nhiệm vụ giải pháp đã được xác định trong nghị quyết cũng như là đề án để làm sao chúng ta khai thác cái chiều sâu văn hóa, khai thác các nguồn lực văn hóa của chúng ta, đặc biệt là cái di sản thế giới Tràng An cũng như là di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư để nâng cao cái hàm lượng văn hóa, nâng cao cái giá trị gia tăng trong các sản phẩm dịch vụ, và chúng ta sẽ xây dựng cái sản phẩm dịch vụ có chất lượng hơn và thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, có chuyên môn để chúng ta phát triển những cái loại hình dịch vụ mới có cái đẳng cấp quốc tế, ví dụ như là dự án khu du lịch Kênh Gà, ví dụ như là các cái khu nghỉ dưỡng mới. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương ạ, tại Nghị quyết 07 năm 2021 vừa qua thì Ninh Bình đã xác định rất rõ chủ trương phát triển du lịch theo chiều sâu, lấy yếu tố văn hóa là nền tảng, phát triển cả du lịch nội địa và du lịch quốc tế. Trong đó thì chú trọng phân khúc khách có khả năng chi trả cao. Theo ông, đâu sẽ là cú hích tạo ra sự đột phá để có thể thực hiện nhanh và hiệu quả chủ trương này ạ? Chủ trương mới là cái cách tiếp cận rất là đúng rồi, phù hợp hoàn toàn theo những cái gì mà tôi đã chia sẻ ở trên, cũng như là cái chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, cái đó hoàn toàn phù hợp. Nhưng mà để có được cái gọi là cái sức hút thật ấy, là chúng ta phải có sản phẩm thật. Chứ chúng ta cứ nói thế thôi nhưng chúng ta lại không có sản phẩm đẳng cấp, các cái dịch vụ đẳng cấp để chúng ta hút được cái phân khúc đấy, thì chúng ta cũng chỉ là nói cho vui thôi. Chúng ta không thể phát triển theo cái cách có cái gì để chúng ta bán đâu, mà chúng ta phải bắt đầu từ cái chuyện điều tra một cách nghiêm túc khách du lịch đến Ninh Bình người ta cần cái gì và tại sao người ta lại không ở lại Ninh Bình lâu. Phải trả lời được thỏa đáng câu hỏi đấy từ phía du khách chứ không phải từ cái chúng ta suy nghĩ. Ý tôi muốn nói là phải có sự điều tra, đánh giá một cách khoa học đối với lại thị trường khách để chúng ta điều chỉnh lại cái hệ thống sản phẩm chúng ta một cách nó phù hợp hơn, đặc biệt đối với phân khúc thị trường cao cấp. Cái điều đó tôi nghĩ là Ninh Bình nên đưa vào kế hoạch để lại và coi đó là cái đột phá. Đột phá phải là từ sản phẩm,
từ dịch vụ chứ không từ gì khác. Nghị quyết rất là chính xác rồi, nhưng mà để thực hiện được nghị quyết còn sẽ là cái khó khăn hơn. Và để thực hiện được nghị quyết là chúng ta phải có cái nhận thức nó đúng, nó đầy đủ, đúng với tinh thần của nghị quyết. Thực sự mỗi người dân Ninh Bình, đặc biệt là mỗi đảng viên, phải thực sự phải hiểu được mong muốn của những người lãnh đạo, cũng như là cái bản chất của cái vấn đề ngành kinh tế mũi nhọn nó là cái gì. Đấy, để chúng ta phấn đấu. Chứ nếu mà chúng ta mà chỉ nhận thức một cách gọi là hình thức thì cái điều đó nó sẽ phản tác dụng và nó sẽ không thực hiện được cái tinh thần của nghị quyết đâu. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Quý vị và các bạn thân mến, để thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế thì chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức mà Ninh Bình phải vượt qua. Sau 30 năm tái lập tỉnh, với chủ trương đúng đắn, sự hưởng ứng nhiệt tình của các doanh nghiệp và tinh thần chung sức đồng lòng của nhân dân, thì du lịch Ninh Bình đã có sự phát triển kỳ diệu. Những thành tựu ấy đang tạo ra thế và lực vững chắc giúp ngành công nghiệp không khói bứt phá, phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.